Minasan, konnichiwa. Chào các bạn, chúng ta tiếp tục đến với phần bài Denshu Sanchuba, bài số 30 trong giáo trình Shinkansen Dokkai, đúng không? Của chương trình đầu 2. Vẫn là dạng bài liên quan đến hỏi về phần gạch chân. Ví dụ trong phần này là Inatomo Sachin to wa dono yona sachin ka, đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ cùng đi dịch bài. Cái phần in ngay đầu câu này, đúng không? Các bạn nhìn thấy này, và chúng ta sẽ cùng đọc và dịch bài nhé. Hei shou wa sachin den ya shinbun ヤシの中でいいなと思う写真に出会って出会った時は自分は今写真を見ているのではない写真が捉えたその場に立ち会っているのだと思うようにしています. Chúng ta tập từng câu một cho dễ hình dung nhé. Vậy câu này khá là dài, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy chúng mình sẽ dịch từ đâu, đúng không? Khi mà thế nào đó, chúng ta phải hình dung được cái cấu trúc, cái khung của câu đã. Khi thế nào đó thì không phải thế này, mà là tôi sẽ cố gắng nghĩ rằng là như thế này này. Các bạn nhìn thấy khung của câu chưa đã? Đấy, vậy còn nó sẽ là khi nào đây các bạn ơi? Bắt đầu chúng ta dịch từng đoạn một nhá. Khi mà mình bắt gặp đẹp, bắt gặp bức ảnh đẹp mà mình nghĩ rằng là một bức ảnh mà mình nghĩ là in được ấy nhở, đúng không? Ở đâu đây? Ở trên ba cái này, đúng không? Đấy, tác giả là bản thân tôi ấy, đúng không? Khi mà bắt gặp một bức ảnh mà nghĩ rằng ồ nó đẹp, nó tuyệt vời ấy, ở trên gì đây nhở, ở những cái triển lãm này, những tạp chí, trên báo chí chẳng hạn, đúng không? Thì tôi sẽ cố gắng nghĩ rằng là gì đây các bạn ơi? Không phải là mình, không phải là gì từ cuối lên trong từng cái mệnh đề đấy, đúng không? Không phải là mình đang nhìn bức ảnh đâu. Hiện tại bản thân mình không phải đang nhìn bức ảnh đâu. Mà mình sẽ làm sao đây? Chúng ta sẽ coi như là mình đang tachiate được. Mình đang đứng ở đấy, gặp gỡ, đúng không? Ở cái chỗ mà làm sao đấy? Sachin ga turaita. Nhìn thấy chưa? Ở chỗ mà cái bức ảnh được chụp lại. Đấy, không phải là mình đang ngắm cái bức ảnh mình thấy đâu nhá. Mà thực ra là mình đang đứng tại cái nơi, đúng không? Mà chụp cái bức ảnh đó ở đúng ở trong sự thực luôn ấy, chứ không phải là xem qua ảnh nữa, đúng không ạ? Hito ga totte kita mono toshite ippo hita tokoro de kansho suru no dewa naku jibun mo onaji genba de sono shin o miteru no da to kangaeru no desu. So shite rame no naka no hito no koe ya shiui no oto nioi mono no kanshoku made shoujou suru no desu. Chúng ta xem tiếp nhé. Vậy câu này mình sẽ dịch như thế nào đây, đúng không? Đấy, vậy nhá các bạn nhìn này, đúng không? Với tư cách, các bạn nhìn nhá, với tư cách thế này này thì không phải thế này mà tôi sẽ nghĩ là như thế này. Với tư cách là cái gì? Cái mono đấy, nó hứng lên nó viết bằng hiragana, đúng không? Chữ mono là chữ vật đấy, đúng không? Là thứ đồ. Với tư cách là cái thứ mà gì đây, là con người chụp lên ấy, đúng không? Đấy, dưới cái dạng, với cái tư cách, đúng không, là một cái vật mà người khác đã chụp, là một con người mình đã chụp lên ấy, chụp bức ảnh ấy, đúng không? Thì như vậy không phải là gì đấy các bạn nhỏ, kansho suru, đúng không? Không phải mình chỉ thưởng thức ở cái chỗ nào đây? Đó, kansho chữ khám và chữ thưởng nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ hiểu là không phải là thưởng thức đâu, đúng không? Đấy, không phải là mình đang thưởng thức bức ảnh đấy. Ở cái nơi mà mình lùi lại một bước, ipo hita, hita là chữ dẫn, đúng không? Mà nghĩa là kéo lại, trừ đi thôi, mình dịch là lùi lại nhé, đúng không? Không phải là mình ở cái chỗ mình lùi lại một bước, mình ngắm cái bức ảnh ấy đâu nhá, đúng không? Đấy là một cái thứ đồ, một cái bức ảnh là được chụp ấy, thì không phải là mình sẽ ngắm nhìn nó, lùi lại một chút phía sau rồi ngắm nhìn nó đâu, mà phải là gì? Mình sẽ cố gắng là mình đang nhìn miteru no da, đang nhìn cái gì đây? Cái scene, cái cảnh nào đây? Cái cảnh mà cái hiện trường game ba này, đúng không? Đấy, bản thân mình cũng đứng ở tại cái chỗ đấy luôn. Đấy, không phải là đang ngắm bức ảnh ấy nữa, mà là gì? Mình sẽ cảm giác như là mình sẽ nghĩ rằng là bản thân mình này, hay chi bửu mộ cũng đang đứng tại chỗ đấy. Onaji genba, không phải giống đâu nhá, mà là đúng chỗ đấy luôn. Onaji genba đấy, sono shin, kono shin, đúng không? Đấy, ở cái cảnh đấy, đúng không? Đang nhìn cái cảnh đấy ở tại hiện trường luôn, tại đúng cái chỗ đấy luôn, chứ không phải là nhìn có bức ảnh nữa. Và thế là khi mình làm như thế, soste, nhìn thấy chưa ạ? Thì là mình làm sao các bạn nhỏ? Đấy, mình lại sẽ dịch từ quấy lên, đúng không? Hãy shoujo suru no desu, là mình sẽ làm sao, sẽ có thể tưởng tượng đến cả những cái gì đây? Thứ nhất, từng cái một này, đúng không? Từng cái ya một này, từng cái dấu phẩy một này, bốn cái luôn. Đến cái thứ nhất là cái gì đây? Cái giọng nói của những người ở xung quanh, gamen nhá, gamen ở trong cái hoàn cảnh đó, đúng không? Gamen, đúng không? Rồi gì đấy, tiếng nói rồi, đúng không? Của những người, của mọi người xung quanh, những cái hương vị, mùi vị, nioi nhá, đúng không? Của mọi thứ xung quanh, và thậm chí monono kanshoku. Kanshoku là chữ cảm và chữ xúc, đúng không? Đấy, tức là tưởng tượng là cả cái cảm xúc của sự vật hiện tượng ở đấy nữa. Thế nhìn trong bức ảnh thì làm sao thấy sống động được, mà cảm giác là mình đang đứng tại chỗ mà người ta chụp ảnh luôn ấy. Đấy, mình cũng như một cái tác giả luôn, đúng không? Nhìn tận mắt luôn, đúng không ạ? Đấy, thì là nội dung của cái phần này, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo đến phần thứ hai nhá.
hay mình sẽ sâu cho bạn dễ hình dung hơn này, đúng không ạ? Sachin wa jissai ni atta aru shūkan wo kiroku shita mono desu. まだ見たことのない珍しい風景や人々の生活の場に直接連れて行ってくれます。古いアルバムを開け、ショブボと一緒に売っている写真に潜り込むと、子供の頃に戻ってショブボの声が聞こえてきます。vậy câu này có nghĩa là gì đây? Bức ảnh, nhìn nào, đấy câu mình là cái thứ mà.Mono desu, nhìn thấy chưa? Là cái thứ mà gì đây? Nó sẽ ghi lại kiroku nhá, chữ ký lục đúng không? Sẽ ghi lại một khoảnh khắc nào đó ở trong trong thực tế. Jisai ni atta, nhìn thấy chưa? Nó sẽ bổ nghĩa cho cái aru shūkan này, đúng không? Là cái thứ đúng không? Có trong thực tế mà mình có ghi lại được cái khoảnh khắc đó, đúng không? Nó là cái gì nữa các bạn ơi? Câu này mình dịch như nào đây, đúng không? Đấy, đúng không? Mình sẽ dịch lên này. Và nó sẽ trực tiếp đưa chúng ta đến. Nhìn thấy chưa? Chureteitekuremasu. Nó sẽ đưa chúng ta đến. Đến chỗ nào các bạn ơi, đúng không? Đấy, đến cái cuộc sống của những người đấy này. Đến cái phong cảnh mà những nơi mà gì đấy, mà nó hiếm có và thậm chí là mình chưa từng thấy bao giờ. Đấy, mình không dịch từng cái chỗ này vội nhá, đúng không? Mà mình dịch là xem cái khung câu của nó như nào đã. Thì phải là, à, một bức ảnh ấy, đúng không? Là những cái ghi chép lại, đúng không? Miêu tả lại những khoảnh khắc nào đó nó có trong thực tế, đúng không? Và nó sẽ mình trực tiếp dẫn mình đến những cái nơi, đúng không? Đấy, diễn ra cái cuộc sống của con người, những cái phong cảnh hiếm có hay là những cái cảnh mà chúng ta chưa nhìn thấy bao giờ. Mita koto nai các bạn nhé, thực ra là mita koto nai đấy, đúng không? Nhưng nó bổ nghĩa cho cả cụm danh từ cho cái này này. Đấy, cái phong cảnh mà gì đây, thứ nhất có yếu tố nhất là hiếm có, cái thứ hai là chưa từng thấy, bổ nghĩa danh từ này nên nó sẽ là mita koto nai nhé. Rồi gì nữa, khi mà mở cái này ra, cái gì đó, đúng không? Đấy thì mình sẽ chìm đắm vào và thế là mình sẽ nghe được cả cái này nữa, đúng không? Bây giờ dịch từng vế câu. Khi mình mở một cái album cũ ra, mình sẽ moguri komu, đúng không? Mình gọi moguri các bạn nhé. Moguri, đúng không? Đấy, thì có nghĩa là kiểu đắm vào, chìm vào, lặn vào, đúng không? Thì mình chỉ đắm chìm vào những bức ảnh. Bức ảnh nào cơ, nó được bổ nghĩa một cụm từ phía trước, mà chụp cùng với cả ông bà mình nhá, thề được, đúng không? Đấy, làm sao nữa? Và thế là mình sẽ nghe được cả, đúng không? Cái âm thanh, đúng không? Mình sẽ được cái gì đã? Một rốt tê đã, mình sẽ được trở về tuổi thơ của mình. Những lúc mình còn bé, nghe được cả tiếng ông bà mình nữa. Đấy, mở một cuốn album cũ ra, đúng không? Đấy, xem đắm chìm vào những bức ảnh mà chụp cùng với ông bà mình. Mình có cảm giác mình đang trở về tuổi thơ và lắng nghe được cả tiếng ông bà mình nữa, đúng không ạ? Yoi sachin to wa, đây người ta định nghĩa, các bạn nhớ cái mẫu câu to wa không? To wa toka no to yu no wa để định nghĩa một cái cụm từ nào đấy, đúng không ạ? Yoi sachin to wa sono ko ni utteru seikai ni haitte mitaku naru yona aru e wa shiranai uchi ni ware o wasurete sachin to hanashikonde iru yona bamen no naka de からいくつもの言葉が聞こえてくるような写真のことを言うのではないだろうか、のではないでしょうか。các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một câu luôn, nhưng các bạn có nhìn thấy không? Một câu rất dài, tận những ba cái dòng cơ, đúng không? Nhưng các bạn nhìn câu nhá, đấy. Mặc dù đây có dấu phẩy, nhưng tất cả đây mới còn trừ lại này, Yona, nhìn thấy chưa? Xong đây lại là Yona nữa, đúng không? Đấy, vậy đây là một Yona nữa. Vậy các bạn nhìn thấy Yona là gì nhỉ? Giống như là, nhìn thấy chưa? Một bức ảnh đẹp, đúng không? Đấy, các bạn nhìn này, chẳng phải là hay yêu no de wa nai daru ka. Cái này không có phủ định gì đâu nhá, mà là khẳng định luôn đấy. Chẳng phải là có thể là một bức ảnh răng ma như thế này này, bằng ba cái, về thứ nhất đi với Yona, về thứ hai cái Yona này, và về cuối cùng đi với Yona này. Nó đưa ra ba cái ví dụ. Một bức ảnh đẹp chẳng phải là mình có thể nói rằng đó là bức ảnh mà thứ nhất, đây chúng ta dịch từng cái một thôi, đúng không? Đây cái thứ nhất đây, đúng không? Cái bức ảnh ví dụ thứ hai đây, và bức ảnh ví dụ thứ ba đây. Nhìn thấy chưa? Một bức ảnh đẹp là bức ảnh mà thứ nhất này. Đó, thứ nhất này là gì đây nhỉ? Chúng ta muốn bước vào hay temitaku naru, mitai đấy đúng không? Mitaku naru. Mình sẽ muốn bước vào cái thế giới mà nó chụp ở đấy. Nhìn thấy chưa? Bức ảnh mà khiến chúng ta muốn bước vào cái thế giới trong đó. Nhìn thấy chưa? Được chụp trong đấy. Và bức ảnh gì nữa? Đấy, mà kiểu như là gì đây? Trong lúc mình không để ý, mình không nhận ra thì mình cảm thấy như mình đang nói chuyện với bức tranh, mình quên bản thân mình đi rồi.
mình quên đi luôn ấy, ware, có chữ ngã đúng không, mình quên bản thân mình đúng không. Ừ. Trong lúc mình không hề hay biết thì mình quên đi chính bản thân mình và mình say sưa, mình đắm chìm nói chuyện bức ảnh đấy đúng không. Ờ, tự nhiên nói chuyện bức ảnh đúng không, nhưng mình bức ảnh nó là kiểu ở trong đấy nó chụp cái cảnh vào đấy đúng không, thế là mình quên mất là mình đang là người đi khán giả đi ngắm ảnh nữa, mà mình lại chụp, mình lại có cả sẵn sàng nói chuyện đúng không, đấy, với những sự vật hiện tượng ở trong cái bức ảnh đó đúng không. Và bức ảnh đó là bức ảnh gì nữa mà mình có thể kikoete kuru, nghe được đúng không, đấy, có thể nghe được những cái lời nói nào đó, ikutsumo đúng không, một vài lời nói đó từ trong cái ngữ cảnh đó đúng không, từ cái khung hình đó, gamen nhá đúng không, đấy, tức là đồ đấy, một bức ảnh đẹp đúng không, đấy là một bức ảnh mà gì đây, con nói là nó là mình muốn bước vào cái thế giới đó, trong lúc mình không để ý thì mình lại quên bản thân mình đi để mình cắm chìm vào bức ảnh đó, và thậm chí mình nghe được những âm thanh, một vài lời nói nào từ cái khung hình đó, nhìn thấy chưa, đó chính là bức ảnh đẹp đúng không ạ. Đấy, có từ arui wa là hoặc các bạn nhá, nhìn thấy chưa. Ừ. Vậy với bài của chúng ta, vậy người ta bảo là gì đấy, hey shaga ino tomu sachin to wa dono yo na sachin ka, một bức ảnh mà nghĩ rằng đẹp, mà tác giả nghĩ rằng đẹp là bức ảnh thế nào cơ đấy, nghe nhớ nhá, hey shaga hỏi tác giả nghĩ rằng đẹp, chứ đừng nghĩ là các bạn nghĩ rằng đẹp là nói chung là màu sắc đẹp này, bố cục đẹp hay khung hình đẹp hay là thế nào đấy chẳng hạn, không, nó phải ở trong bài này và người ta hỏi về tác giả, thế nên đừng bao giờ đặt cái suy nghĩ của các bạn vào nhá, hãy dựa vào những cái gì, những cái điều mà tác giả có viết ở trong bài để mình nói xem là ừ vậy tác giả muốn nói ở đây là gì, nhớ chưa ạ. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là gì đây. Ok, câu thứ nhất của mình này chúng ta sẽ đọc nhá, đúng không? Đấy thì vừa rồi khi mà chúng ta đã khoanh vùng được đúng không? À đây này, đúng không? Mặc dù cái từ mà ino đúng không? Bởi mãi trên đầu cơ nhưng lúc cuối nó chốt lại nó có một cái cụm từ liên quan, đó là gì nhỉ? Một bức ảnh đẹp là, đúng không? Ok, chúng ta cùng dịch từng câu một nhá. Câu số 1 nào. Utsushita hito to miteiru hito ga issho ni hana o shiteiru to kanjirareru yō na sashin. Là bức ảnh rằng thì mà là, đúng không? Bức ảnh gì đấy? Chúng mình có thể cảm nhận được. Cảm nhận được cái gì ạ? Đúng không? Là gì đấy nhỉ? Mình đang nói chuyện với ai? Cùng với cái người, đúng không? Đấy, đúng không? Cái người mà xem bức ảnh, đúng không? Với cả cái người nào đây? Cái người chụp ảnh. Nhìn thấy chưa? Đấy, cảm giác là cái người chụp ảnh với cả cái người đang ngắm ảnh ấy, đúng không? Người ta đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy chưa ạ? Đấy, ok nhá. Vậy có phải không? Có cái đoạn nói chuyện đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng mà nói chuyện với bức ảnh nhá, quên bản thân mình đi và nói chuyện với bức ảnh, chứ không phải nói chuyện với cái người chụp ảnh. Người chụp ảnh đứng ngay bên cạnh rồi, nhưng đây là mình đang đắm chìm vào bức ảnh, mình nói chuyện với mọi thứ ở trong khung cảnh đó, chứ không phải là nói chuyện với người chụp ảnh. Đấy, nó sai yếu tố này nhá, nên là mê đẹp chiếu. Câu số 2 này. Utsushita hito to miteru hito no kimochi ga bittari hitotsu ni kasanaru yō na sashin. Bức ảnh mà là gì đấy các bạn ơi, đúng không? Đó là gì đây? Đấy, chủ ngữ trong câu này là cái kimochi, cái tình cảm đúng không? Đấy, cái cảm xúc của người xem cũng như người chụp đúng không? Đấy, nó thống nhất là một. Hi bitari đúng không? Vừa vặn vừa khít này. Hito từ nghĩa kasanaru các bạn nhé. Kasanaru là chồng chất lên. Hito là gì? Nó khớp như một cái một là cùng một, nó hòa chung một điểm điện. Mình dịch thế cho dễ nhá, đúng không? Vậy trong câu này có cái nào là nói về cảm xúc của người chụp với cả người xem là hòa chung một nhịp không? Không, đúng không? Đấy, dame desu. Câu số 3 nhỉ. Miru hito no kimochi ga shirasu, shirasu no uchi ni tanoshiku natte kuru yō na sashin. Một bức ảnh mà làm sao đây, nó giống như kiểu là gì nhỉ, cái cảm xúc, dịch từ chữ trợ từ gá này, cảm xúc của người xem đúng không, đấy, trong lúc mình không để ý thì cảm xúc của người ta tự nhiên vui đúng không, tanoshiku natte ru, có phải vui vẻ lúc nào không hay không, có phải là còn vui vẻ không các bạn ơi, mà cô đắm chìm trong đấy thì nó có thể vui có thể buồn chứ không có chỗ nào nó hẳn là vui nhá, nên câu số 3 cũng loại. Thì câu số 4 thì sao? Miru hito ga sono sekai ni haite nanka hairikomitai to kimochi ni naru yō na sashin. Một bức ảnh mà thế nào các bạn nhỉ? Người xem làm sao? Có cảm giác rằng là đấy, cảm giác mình muốn đắm chìm vào thế giới đó. Đấy, nó nằm ở trong cái nào các bạn ơi? Đấy, trong cái ý số 1 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đúng không? Vậy để định nghĩa bức ảnh đúng không thì có 3 yếu tố, hoặc là cái này hoặc là cái kia. Vậy đây là một trong những cái mà nói bức ảnh đẹp, đó là mình muốn bước vào thế giới đó, hoặc mình muốn đắm chìm mà nói chuyện với bức ảnh đó, chứ không phải nói chuyện với người chụp nhá. Đúng không? Thậm chí mình nghe được những âm thanh, một vài cái âm thanh từ trong khung hình của bức ảnh đó phát ra. Nhớ chưa ạ? Ok. Vậy đấy đúng không? Đấy, đôi khi có những cái mà mình bảo các bạn trong quá trình mà làm bài giảng bài gạch chân thì rõ ràng là chúng ta cần đọc đúng cái phần gạch chân này đúng không? Đọc câu trước, câu sau
đúng không? Đoạn trước, đoạn sau. Và đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thậm chí nếu mình đọc lướt qua để mình xem cần tập trung vào cái gì thì mình thua quá đây rồi. Định nghĩa bức ảnh đẹp và người ta hỏi là bức ảnh đẹp là như thế nào? Đúng không? Thế là dịch thật kỹ cái phần này. Đúng không? Tiếp thì là tiếp đấy rồi, mình biết khoanh vùng được phạm vi cần xem rồi. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là làm sao đấy các bạn nhỉ? Chúng ta phải xem là gì đấy? Chúng ta có dịch chính xác câu này không? Đấy, câu này nó câu rất dài, câu chốt nhưng mà lại dài ơi là dài, và mình không dịch chính xác đương nhiên là mình sẽ không hiểu được. Đúng không? Đấy, ví dụ những cái phần là gì đấy, có nói chuyện không? Có, chọn ngay này, đúng không? Thì nếu bạn chọn câu này thì bạn sẽ vướng mắc ở chỗ là câu 4 mình thấy đúng. Vì nó có là sekai ni hairi naga komitai. Nhìn thấy chưa? Vậy phải loại được một trong hai phương án đi, chứ không thể cả hai cái cùng đúng được. Đúng không? Thì mình dịch kỹ xem là ồ có chỗ nào nó bị sai lầm không? Bước vào thế giới đó, ồ đúng, không có sai chỗ nào hết, đúng không? Đấy. Còn chỗ này là nói chuyện với bức ảnh chứ không phải nói chuyện với người chụp bức ảnh, nên là số 1 nó sẽ sai. Đúng không ạ? Đó, ok. Các bạn để ý trong quá trình chúng ta dịch bài nhé. Hãy minasan gambatte kudasai. Chào mata.